Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt gió két nước của Hyundai Getz 1.6. À xin lỗi, 1.1. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty BMC, một thương hiệu mới của Batman Hàn Quốc. Với cái mã OEM của sản phẩm thì nó sẽ là 2538011C000. Với cái dòng quạt này thì nó sẽ bao gồm khung quạt này, cánh quạt, motor quạt. Quạt này thì nó sẽ bao gồm cả điện trở anh em nhé, để bảo vệ cho quạt sử dụng tốt hơn. Với cái dòng cánh quạt này thì người ta sẽ thiết kế là 7 cánh và cánh chéo để giúp cho sản sinh lượng gió lớn, bảo vệ khi mà xe hoạt động. Đây chính là cái điện trở của nó. Về cấu tạo của nó thì là phần cánh quạt, khung quạt thì của nó sẽ là sản xuất bằng nhựa ABS cao cấp. Về phần đuôi, tức là phần motor của nó thì sẽ được kết hợp bằng các cái than quạt này, lõi đồng đấy, để giúp cho quạt vận hành trơn tru khi chúng ta bật quạt gió. Đây là một hai điểm để chúng ta bắt vào chỗ két nước này, và hai phần này là chúng ta gài xuống phía dưới này. Đó, vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái quạt gió két nước của Hyundai Getz 1.1. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.